Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về xem bói nốt ruồi. Nốt ruồi duyên là gì? Xem bói nốt ruồi duyên phụ nữ và nam giới. 1. Nốt ruồi duyên là gì? Theo thuật xem tướng nốt ruồi, nhân tướng học của nốt ruồi có giải thích. Nốt ruồi mọc trên cơ thể con người được ví như cây cỏ. Đất nổi, đồi gò trên núi. Núi đẹp thì cây đẹp, đất xấu thì gò đồi, xấu xí. Vì vậy, người có tố chất đẹp thường sinh ra những nốt ruồi đẹp. Trái lại, người có tố chất xấu thì nốt ruồi cũng phần nào biểu hiện tính xấu của nó. Nốt ruồi đen pha đỏ là nâu, chủ về những người thích biện luận tranh cãi. Còn nốt ruồi pha trắng thành màu xám tro, chủ về bệnh tật tai nạn. Còn nốt ruồi pha màu vàng da xanh lục, chủ trên đáng trí. Hầu hết những người có nốt ruồi son đều gặp may mắn và tốt lành, nhất là khi nó ẩn thuộc vào hàng quý tướng. Còn nốt ruồi đen nếu để lộ quá nhiều thì không tốt, là điềm hung, nhưng nếu mọc nơi kín đáo thì lại là điều tốt. Nốt ruồi đen thì phải thật đen mới tốt, tránh màu nâu hay xám tro. Còn nốt ruồi son thì phải đỏ như chu sa mới tốt. Nhiều người vẫn thắc mắc nốt ruồi duyên nằm ở đâu trên mặt, chỗ nào là nốt ruồi duyên hay nốt ruồi duyên là gì. Thực tế, nốt ruồi duyên trên mặt là những nốt ruồi mang lại may mắn cho chủ nhân, mà đi tới đâu cũng được nhiều người theo đuổi. Nhân duyên và đào hoa của người đó cũng nói là cực tốt. 2. Xem bói nốt ruồi duyên trên mặt phụ nữ và nam giới. Thông thường ai cũng có nốt ruồi mà nó có thể mọc tại bất cứ vị trí nào trên cơ thể. Căn cứ vào vị trí, màu sắc của nốt ruồi mà người ta có thể nhận biết về tính cách, cuộc đời, vận mệnh của người đó. Theo nhân tướng học nốt ruồi thì xem tướng nốt ruồi thì màu sắc thường không quan trọng bằng vị trí của nó. Có những nốt ruồi rơi vào cung quan lộc nhưng cũng có nốt ruồi mọc ở vị trí kiếp sát. Các nốt ruồi duyên trên khuôn mặt phụ nữ và đàn ông mọc tại các vị trí khác nhau. Tùy vào từng vị trí, người ta có thể đoán biết được nó mang ý nghĩa gì và may mắn như thế nào cho người đó. Dưới đây là những nốt ruồi duyên trên mặt phụ nữ và đàn ông báo hiệu về đường tình duyên. Nốt ruồi tốt cho tình duyên. 1. Nốt ruồi duyên trên cung phu thê. Trong nhân tướng học, cung phu thê hay còn gọi là cung tình cảm, nằm ở vị trí đuôi hai mắt. Khu vực này sẽ cho biết về cuộc hôn nhân, quan hệ vợ chồng có hòa hợp hay không. Cung phu thê sáng sủa, đầy đặn, chứng tỏ nhân duyên của người đó cực tốt, hôn nhân và tình cảm luôn được viên mãn. Ngược lại, nếu cung này khuyết hãm, có nhiều nếp nhăn thì tình cảm vô cùng trắc trở, có thể dẫn tới ly hôn. Trường hợp nếu cung phu thê xuất hiện nốt ruồi, thể hiện nhân duyên của người này rất tốt, họ thường được nhiều người yêu mến, có nhiều khác giới theo đuổi. Bên cạnh đó, nốt ruồi duyên này còn cho thấy chủ nhân là người dễ thay đổi tình cảm. Vì dễ thay đổi nên hôn nhân không hòa thuận, có thể có người thứ ba xuất hiện, xen ngang, phá vỡ hạnh phúc gia đình. Chính vì thế mà người này cần thận trọng trong tất cả các mối quan hệ để tránh ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của mình. 2. Nốt ruồi duyên trên bầu mắt. Bầu mắt và vị trí nằm giữa lông mày và mi mắt trên, nốt ruồi mọc tại khu vực này cũng được coi là nốt ruồi duyên ở mặt. Người sở hữu vị trí nốt ruồi duyên này thường có tâm hồn trong sáng, thích khám phá những điều mới lạ. Cũng vì điểm này mà trong tình yêu họ không mấy kiên trì do xung quanh có quá nhiều sự lựa chọn. Xem bói nốt ruồi duyên mọc tại bầu mắt cho thấy chủ nhân là người có nhân duyên tốt, đi đâu, làm gì cũng có người yêu mến, trợ giúp. Nhưng vì ham thích cái mới, cảm xúc dễ bị thay đổi, nên họ hay bị những tác động bên ngoài ảnh hưởng. Từ đó khó tránh được việc vướng vào mối tình tay ba phức tạp, mang điều tiếng thị phi. 3. Nốt ruồi duyên trên môi. Xem tướng nốt ruồi duyên trên miệng cho thấy người sở hữu nốt ruồi này ngoài nhân duyên tốt, được xem là người mến mộ, thì tài năng của họ cũng vô cùng linh hoạt. Dù là phụ nữ hay đàn ông, sở hữu tướng nốt ruồi duyên ở miệng này đều rất khó kiểm soát cảm xúc và dễ bị ngoại cảnh tác động. Trong tình yêu, họ thường hành động theo cảm xúc hơn là ý chí. Vì thế, khi chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, họ có xu hướng tìm tới niềm vui mới. Nếu người này không tiết chế được bản thân thì cuộc sống hôn nhân gặp nhiều sóng gió. 4. Nốt ruồi duyên gần miệng. Nốt ruồi duyên ở mép gần miệng là một trong nốt ruồi duyên thể hiện người có số đào hoa bẩm sinh. Thường họ đều sở hữu gương mặt và vóc dáng hoàn hảo, cộng thêm sự nhanh nhẹn và vui tính nên sẽ có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Chính vì có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới nên bạn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nếu biết tận dụng thế mạnh này, bạn có thể chọn được những đối tượng phù hợp với cuộc hôn nhân của mình. 5. Nốt ruồi duyên trên mũi. Những người có nốt ruồi duyên trên sông mũi thường khá yếu đuối, mềm lòng trong chuyện tình cảm.
Chính vì thế, họ luôn có cảm giác mình bị vướng vào lòng luẩn quẩn không dứt được. Tình yêu của họ không hề đơn giản. Một khi đã rơi vào lưới tình thì họ chỉ nghĩ tới đó mà thôi. 6. Nốt ruồi duyên dưới cằm. Xem nốt ruồi duyên dưới cằm cho đàn ông và phụ nữ cho thấy đó là người có lối sống lạc quan, phóng khoáng, không mấy khi buồn phiền lâu. Chính vì thái độ sống đó mà trông họ lúc nào cũng tươi trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Tình yêu đối với người sở hữu vị trí nốt ruồi duyên này cũng như vậy. Càng yêu, càng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của tình yêu thì bản thân càng trẻ mãi, kéo dài đến vô cùng, khi nào trái tim của họ ngừng đập mới thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.